Hai anh chị khách hàng, hiện tại Giang đang có mặt tại khu shop house của dự án Rain Center thuộc khu sân góp Westlake Group and Villa. Đây là một cái dự án cực kỳ là gọi là lý tưởng để cho những cái nhà đầu tư giai đoạn đầu anh chị khách hàng nhé. Thì vị trí của chúng ta đây là khu liên kế 4 của khu shop house. Thì shop house của Rain Center gồm có 4 liên kế 1, liên kế 2 và liên kế 3 và liên kế 4. Thì như mọi người thấy sau lưng của Giang nè, là liên kế 4 dường như là hoàn thiện rồi. Là anh chị khách hàng đầu tư là anh chị khách hàng sở hữu ngay luôn, là có thể khai thác đầu tư cho thuê ngay luôn cũng được luôn. Thì Giang sẽ chia sẻ về tổng quan cái khu shop house này để cho anh chị khách hàng nắm rõ hơn về thông tin. Thì khu shop house của chúng ta với tổng số lượng căn là 136 căn. Rồi nó chia làm 4 liên kế. Liên kế 1 là 40 căn, liên kế 2 là 36 căn, liên kế 3 là 32 căn và liên kế 4 là 28 căn anh chị khách hàng nhé. Nếu anh chị khách hàng nào muốn sở hữu những cái căn shop house vị trí gốc thì vui lòng liên hệ ngay với Giang qua số điện thoại Giang để trên màn hình. Thì anh chị khách hàng có thể là chọn cho mình những căn ưng ý để mình đầu tư trong tương lai. Anh chị có thể đầu tư bán lại hoặc là thậm chí anh chị để lại sở hữu một tài sản lâu dài và mình khai thác cho thuê luôn. Và sau đây là những cái thông tin cơ bản để anh chị nắm rõ hơn. Thì shop house của chúng ta nằm ở trục đường chính DT822 luôn anh chị khách hàng. Thì trục đường này sau này sẽ mở rộng lên nữa. Và hiện nay mặt tiền dự án là 22m. Mặt trước sở hữu tuyến đường nội khu N1 13m nè. Bốn mặt là trục đường nội khu liên kết. Đặc biệt tuyến chính được bố trí khu thương mại, dịch vụ sôi động, khu chợ cuối tuần. Những shop house hướng mặt tiền sở hữu vỉa hè rất là rộng, giúp cho chủ shop tận dụng kinh doanh. Có nghĩa là việc để xe nó cũng vô cùng là thông thoáng luôn mọi người. Rồi tiếp xúc khu biệt thự, mặt clubhouse vân vân. Shop house mặt giữa đường A3 nè, thích hợp và kinh doanh và nhà không gian yên tĩnh nên giá cả nó rất là hấp dẫn từ phía chủ đầu tư. Và dự án của chúng ta là ngay trong khu sân góp luôn. Thì sau này những golfer họ chơi golf thì họ có thể là sử dụng luôn được những cái dịch vụ shop house của mình. Và sau đây Giang xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển với Giang vào cái căn mẫu mình cùng tham quan thực tế anh chị khách hàng nhé. Xin mời anh chị khách hàng. Bây giờ chúng ta cùng di chuyển vào trong ha. Đây là những cái thiết kế của chủ đầu tư. Một gợi ý, thì khi mà nhận bàn giao nhà thì sẽ bàn giao thô. Nhưng mà đây là thiết kế để anh chị có một cái gợi ý để anh chị có thể dễ dàng setup cho mình về cái không gian thiết kế y chang như vậy cũng được luôn. Rất là rộng và thoáng. Thì từ bên ngoài bước vào thì không gian của chúng ta là khu vực phòng khách, rồi sau đó là đến cái khu vực bếp và bàn ăn ở đây. Thì phòng khách thì chúng ta bố trí cái sofa bên này ha, sofa bên này. Thì chúng ta trang trí thêm cái một số quầy kệ, nó nằm ở dưới cái cầu thang, rất là sang trọng luôn ha. Còn bên tay phải cái căn nhà phố của chúng ta thì bên này là anh chị lắp đặt cái màn hình tivi ở đây, rồi những cái ô để mình trang trí những cái vật dụng cần thiết của mình ha. Rồi bây giờ Giang xin mời anh chị di chuyển cùng với Giang ha. Rồi với cái thiết kế này thì nó tạo cho mình một không gian rộng và thoáng, đúng không ạ? Rồi phía sau thì có một cái nhà vệ sinh, nhà vệ sinh thì ở đây ha. Và phía sau nữa là chúng ta sẽ có một cái sân, cái sân sau ha anh chị khách hàng. Thì sân sau này là anh chị khách hàng được sử dụng riêng luôn nè. Đó, đây là sân sau của mình. Rồi bây giờ mình di chuyển lên cái tầng 1 ha. Tầng 2 chứ, nói tầng trệt thế này, tầng 2. Thì mỗi vùng thì kêu mỗi khác. Thì có vùng thì kêu là tầng 2, có vùng kêu thì tầng 1. Thì đây là không gian của tầng 1. Đây là không gian theo dạng không gian mở anh chị khách hàng nhé. Đó. Anh chị khách hàng cùng với gia đình có thể là làm một cái gạp chiếu phim trong căn nhà của chúng ta luôn. Đúng ạ. Rồi. Ở đây thì có một cái hệ thống cửa lùa nè. Là phía ngoài này anh chị có thể trồng một số chậu cây, cây cảnh ha. Và phía ngoài nữa thì anh chị lắp đặt cái hệ thống gọi là lan can thép sơn tĩnh điện. Rồi, mình trải nghiệm cà phê ở đây. Đó.
Thì ở đây mình để một cái quầy bar nhỏ như vậy nè, những cái ngăn tủ đó mình chứa những cái ly tách cà phê mời khách ha. Quầy cà phê. Rồi chúng ta cùng di chuyển ra phía trước xem chủ đầu tư bố trí như thế nào nhé. Đây là mặt ngoài. Mặt ngoài thì chủ đầu tư bố trí cho mình phòng ngủ đó, với một tầm view cực kỳ là đẹp luôn anh chị khách hàng. Cái căn này thì nó view ra cái đường trục chính nè anh chị khách hàng. Phía trước mặt của chúng ta là trục chính, di chuyển từ đường DT822 di chuyển vào sân golf Westlake của chúng ta. Rồi, đây là thiết kế của lùa. Rồi, mỗi buổi tối hay buổi sáng mà mình cảm thấy ngột ngạt thì mình mở cái cửa ra. Thì trước phòng ngủ này không có ban công, nhưng mà mình mở cái này cho giống như mình đang đứng ra phía bên ngoài ban công luôn rồi. Đúng không ạ? Không gian cực kỳ là thoáng luôn. Rồi, Giang xin khép lại nha. Thì trong phòng ngủ của chúng ta thì cũng bố trí luôn cái nhà vệ sinh trong phòng ngủ luôn, là mình sử dụng riêng trong phòng ngủ. Okay. Thì trong nhà vệ sinh này á, Giang có một cái gợi ý cho anh chị khách hàng là sau này anh chị khách hàng nhận nhà thì mình nhận bằng giao thô, thì khi mình làm nhà vệ sinh á, cái khu vực kế này nè anh chị có thể làm thấp hơn một tí, mình làm thấp nữa để mình tạo một cái đường giống như khi mình tắm á, là nước nó sẽ đi vào cái lỗ thoát nước luôn. Và ở đây mình tạo một cái này là cái gờ đứng, mình làm cái gờ trượt cho mọi người trượt xéo ấy, là khi mình đi mình không bị da đập những cái đầu ngón chân vào cái vị trí này à. Và ở đây mình lắp đặt dời dời sen, dời tắm mưa đầy đủ. Và cái không gian nhà vệ sinh này thì Giang gửi cho anh chị khách hàng làm hệ thống tủ kính như vậy nè, để mình tiết giảm được không gian mà mình tăng cái diện tích sử dụng của cái hộp tủ lên luôn anh chị khách hàng. Nha chị khách hàng coi ha. Thì ở đây có ba cái cửa tủ nè ha, hai nè, hai cánh nè, ở đây cánh là ba cánh đó. Thì mình có thể chứa được rất là nhiều mỹ phẩm linh tinh. Thường Giang thấy vô một số gia đình á rất là sang, nhưng mà mỹ phẩm cứ bài bố xung quanh cái bồn rửa mặt này nó nhìn rất là mất mỹ quan đó. Thậm chí ở đây anh chị có thể để khăn ha, hoặc là anh chị có thể làm cái gương này, một găng tay nè, mình làm cái cánh cửa tủ như vậy luôn cũng được luôn, một găng tay. Rồi không gian này thì mình để khăn thiếu ha, quần áo đầy đủ dưới đây. Thì bên đây nó có bố trí cho mình hệ thống ổ cắm để mình cắm những cái giống như là máy sấy tóc nè, dao cạo râu đây. Rồi Giang xin mời anh chị di chuyển lên cái tầng tiếp theo ha. Thì những cái thiết kế ở đây á, anh chị để ý nè, thì cái cầu thang của chúng ta là chủ đầu tư họ bố trí ở phía bên tay phải hết ha. Bây giờ Giang xin mời anh chị di chuyển vào phía sau cái căn nhà của chúng ta ha. Thì đây cũng là một cái thiết kế phòng ngủ, và nhà vệ sinh cũng nằm ở trong cái phòng ngủ luôn đó. Thì cái phòng ngủ này cũng giống như phòng ngủ ở dưới tầng 1 ha. Và chúng ta cũng có một cái cửa lùa. Rồi không gian này thì anh chị có thể trồng cây, thậm chí mình không trồng cây, mình bước ra đây mình hít thở không khí buổi sáng buổi chiều gì đó, buổi tối mình ngủ mình thậm chí mình mở cửa như vậy luôn để cho có rất là nhiều oxy ha. Rồi mình khép lại. Mình có thể đặt thêm một cái chậu cây phong thủy trong cái căn phòng của mình luôn, thiết kế đơn giản. Rồi, đây là khu vực không gian nhà vệ sinh, đẹp đúng không ạ? Mình lắp đặt cái hệ thống tủ quần áo ở đây đó, tủ quần áo đây. Rồi những cái ngăn tủ để mình chứa vật dụng cần thiết. Thậm chí đối với cái khoa phòng này anh chị, nếu mà anh chị có trẻ nhỏ, anh chị có thể thiết kế cái dạng giường tầng cho các cháu bên đây mình để
cho các cháu rất là không gian rộng và không gian vui chơi các cháu trong chính căn phòng ngủ các cháu luôn. Nó rất là tuyệt vời đúng không ạ? Bây giờ Giang xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển ra cái phòng ngủ tiếp theo ha. Cái phòng ngủ này á thì nó không có cái cửa lùa, nhưng mà cái cửa view của nó cực kỳ là rộng luôn anh chị khách hàng, nhìn nè, từ dưới nền lên tới trần luôn đó. Mình mở ra một tầm view cực kỳ rộng, đứng đây mà ngắm view thì tuyệt vời luôn. Mình nhìn thấy sân góp nè đó, phía bên đó là sân góp, còn trước mặt của chúng ta đó là khu villa của Westlake Villa. Rồi, ở đây có một cái cửa đây thì đang khóa rồi. Thì cái cửa này mình bước ra cái khu vực này, nó giống như khu vực ban công ha. Rồi anh chị nhìn nè, trên khu vực này thì anh chị có thể bố trí trồng cây dây leo như vậy đó, để sát tường như một cái mảng xanh trong trước cái căn nhà của chúng ta, cực kỳ là đẹp luôn. Nếu anh chị không trồng cây thì anh chị có thể bước ra đây giống như khu vực ban công để mình nhận khí trời. Thì buổi tối anh chị cảm thấy nóng nực á, anh chị không thích dùng máy lạnh thì anh chị có thể mở cái cửa này để mình lấy oxy, gọi là gió đầy đủ cho cái căn của chúng ta đó. Còn khu vực này á thì chủ đầu tư họ làm một vách ngăn như vậy, trên vách ngăn thì bố trí cái ổ cắm cho anh chị luôn, thậm chí anh chị có thể để cái mặt tivi ở đây ha, bố trí mặt tivi ở đây để chừa sẵn cho anh chị một cái gợi ý nè. Rồi không gian này thì anh chị có thể làm cái hệ thống cửa lùa, cửa tủ ha. Còn khu vực này là nhà vệ sinh trong cái phòng ngủ chúng ta luôn ha đó. Thì thiết kế nhà vệ sinh về cái những cái trang thiết bị là gần như giống nhau. Thì cái phòng này thì thiết kế theo dạng tông màu hồng cho những bé nữ ha, các cháu nữ thì rất là thích tông màu hồng này. Rồi. Hộp tủ thì rất là nhiều luôn để cho anh chị có thể chứa những cái vật dụng cần thiết, rất nhiều ngăn ha đó, dạng tủ treo ha. Rồi rồi Giang xin mời anh chị di chuyển lên một tầng tiếp theo nữa. Cái tầng này thì Giang đảm bảo lên tới tầng này là rất là thích, tầng trải nghiệm rất là tuyệt vời anh chị khách hàng ạ. Đây thì anh chị có thể bố trí cái dạng karaoke trên tầng này cũng được luôn nè. Rồi gặp chiếu phim, mình đặt gia đình mình ít á thì mình ngồi hai ghế, mình có thể lặt cái màn chiếu, mình chiếu qua đây ha. Rồi phía bên ngoài này là khu vực ban công, hay vừa là ban công vừa là sân phơi luôn chị khách hàng nhé ha, cực kỳ rộng, mình đón khí trời đó. Thì anh chị có thể bố trí những cái máy giặt phía này luôn để mình tạo thẩm mỹ cho cái căn nhà của chúng ta nằm phía sau ha. Rồi phơi đồ ở đây luôn. Rồi bây giờ tiếp theo cái này nó có, cái căn này nó có hơi nhược điểm là phía sau làm rộng quá, nếu mà cái không gian rộng đó, nó đưa ra phía trước thì hay quá. Đây không gian phía trước nè chị khách hàng, tuyệt vời đúng không ạ, tuyệt vời. Không gian này là không gian cà phê buổi sáng, ngắm view sân góp, rồi cà phê bên gia đình. Mỗi buổi tối mình ngồi trên đây để mình tâm sự, mình trao đổi những cái buồn vui trong một ngày làm việc mệt nhọc, hoặc là mỗi ngày chúng ta có những cái việc gì trải qua mà mình cảm thấy bức bối, thì nơi đây là nơi giải tỏa tất cả. Vâng, với một căn townhouse với thiết kế gợi ý của chủ đầu tư như thế này thì Giang tin rằng anh chị khách hàng cũng có thể đưa ra một cái quyết định trước khi mình tìm hiểu và mình chọn ngay cho mình một căn townhouse tại dự án Grand Center đúng không ạ? Rồi nếu anh chị khách hàng nào còn băn khoăn, còn những lo ngại mình có nên sở hữu một căn tại Grand Center hay không, thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại Giang để ở trên màn hình. Anh chị khách hàng có thể đến thực tế vị trí dự án để mình tìm hiểu, mình nhìn tận mắt, mình sờ tận tay và mình tìm hiểu dự án của chúng ta quy mô như thế nào và trong đây có những cái tiện ích nào nổi trội. Và cái điều đặc biệt của dự án của chúng ta đó là sân góp với 27 lỗ, là một cái sân góp gọi là lớn nhất của tỉnh Long An đến thời điểm hiện tại chị khách hàng nhé.
Rồi hãy liên hệ ngay với Giang qua số điện thoại trên màn hình để Giang và đội ngũ chuyên viên tư vấn của bên phía Giang sẽ hỗ trợ anh chị tham quan thực tế dự án. Xin chào anh chị khách hàng.